1001 câu chuyện. Hello hello, hôm nay chị tậu được rất là nhiều sổ lò xo luôn để về làm câu chuyện 1001 câu chuyện nè. Chúng ta cùng xem thử với chị nha. Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay, đầu tiên sẽ là cái sổ A5. Đây, mở ra cho các bạn xem. Wow, nó sẽ có cái phần khắc cái hình chiếc lá để mình có thể vẽ chiếc lá nè, rồi cái tòa nhà nè, hoặc là cái vòng tròn nè. Rất là xinh luôn. Chúng ta sẽ làm được câu chuyện ở trên cuốn sổ này hai tờ luôn. Ha, cuốn này thì nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó xinh xinh, dành để làm sticker nhỏ nha. 36.000 nè. Wow, và đặc biệt nhất đó là quyển sổ bóng đêm nha. Quyển sổ nó sẽ đen như thế này, và chúng ta muốn vẽ lên trên cái quyển sổ này thì chúng ta phải dùng bút dạ quang hoặc là bút nhũ nha các bạn. Nè, các bạn thấy nè, thấy không? Đó, những cái bút mà nó sẽ có ánh nhũ đó, để vẽ giống như là bầu trời đêm đâu đó. Bởi vì quyển sổ này nè, nó tối thui nè, thấy không? Gọi là quyển sổ bóng đêm, để vẽ đêm giao thừa, để vẽ những cái cảnh ban đêm đó các bạn. Rất là tuyệt vời nha. Cái này thì cũng là 36.000 đồng luôn. Tiếp theo thì cái quyển hồi nãy là 36.000, nhưng chỉ bằng một nửa thôi nè, thấy không? Hơn có 20.000 mà quyển sổ to đùng luôn. Có hình trái dưa hấu dễ thương nè, cà rốt, kem sọc sọc giống như là những cái phím nhạc tăng 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 vậy đó. Tiếp tục là núi lửa ở Nhật Bản nha. Núi gì nè các bạn nhớ không? Núi Phú Sĩ. Rồi có thể tìm mua như cái này, chị đã sưu tập luôn nè. Sổ lò xo rất là dễ mở luôn ha. 56.000 nè, có hình dễ thương không? Wow, hình giống như là cái hũ slam với con mèo hay sao á. Còn đây nè, cũng là bóng đêm, một cái quán ăn ban đêm. Rất là xinh. Đây, búp bê và hũ xà lam. Cái này cũng là quán ăn luôn hả ta? Quán ăn nhưng mà cái cách nó khác ha, nó vẽ khác một chút. Rồi, giới thiệu sơ cho các bạn thôi. Ở đây thì có hình trái đào nè, trái đào và vũ trụ, con thỏ. Còn đây thì là trái cây. Xong rồi đó, tất cả đều 56.000. Cái này thì cái lò xo của nó màu vàng nha, còn cái này thì lò xo của nó màu trắng nha các bạn ơi. Cái loại này thì nó dày hơn cái loại này, nhưng mà cái bìa này thì nó lại đẹp hơn. Tùy các bạn chọn. Chị thì chị mua hết luôn, bởi vì chị phải làm rất là nhiều câu chuyện cho các bạn xem mà, cho nên là cứ một trang như thế này, một cuốn như thế này á, là mình sẽ làm được nhiều câu chuyện. Sau đó chị cất vào một bên, đầy cái chị cất vào một bên, cái chị lại làm một cuốn khác như vậy đó. Yeah, và đây chị đã chọn cái quyển sổ 36.000 đồng, quyển sổ bóng đêm này nè, để cho chủ đề đêm giao thừa của chúng ta ngày hôm nay nó thật là phù hợp, đúng không nào? Đó, và đây đó, tấm sticker 5.000 với ba bạn rất là dễ thương này sẽ là nhân vật chính của câu chuyện ngày hôm nay. Và dĩ nhiên không thể thiếu được đó là bộ bút màu dạ quang màu ánh nhũ nè, 24 cây mà chỉ có 70.000 đồng thôi nha, để chúng ta vẽ ở trên cái quyển sổ này. Và vẫn như mọi khi, chị sẽ chọn nhân vật. Trong ba nhân vật này thì cô tóc vàng sẽ là trong vai cô gái nghèo đi bán đồ trong đêm giao thừa. Và đây, trong đây thì bộ đồ nào là nghèo nhất đâu các bạn? Bộ nào cũng xinh hết thôi, thì chị chọn đại bộ này nha. Đó, chị sẽ chọn đại bộ này là dành cho cô gái nghèo, nhưng mà cũng khá là xinh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn cô tóc cam này nè, đó, trong vai công chúa. Và dĩ nhiên ở đây chiếc váy này nha. Chiếc váy này sẽ là váy của nàng công chúa nè. Váy rất là xòe đẹp luôn, xinh ha. Và đây là vương miện của công chúa nha. Xin chào mọi người. Còn nhân vật cuối cùng thì là cô nàng này đó, một cô nàng giàu có và rất là chảnh chẹ luôn nha. Và cô ấy sẽ mặc một chiếc váy này. Đây các bạn xem nè, chiếc váy rất là sắc màu. À thôi đi, chị sẽ cho cô ấy mặc một chiếc váy này luôn. Váy khá là đẹp luôn nha, váy như là đêm pháo hoa luôn á. Đây, mặc vô xinh ha. Nhưng mà thôi, cho cô ấy có tới 2 cái váy luôn đi nha. Đây nè, thêm một cái váy này, chị thấy váy này cũng xinh, để mặc thử xem. Wow, trên chiếc váy còn có cả hình của ngựa pony nữa chứ. Và cô ấy sẽ xách một cái túi nha, rất là xinh như thế này, để đi chơi đêm giao thừa bắn pháo hoa đó các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung chính nha. Chúng ta lật cuốn sổ ra và quay ngang nó lại như thế này để làm câu chuyện. Và câu chuyện bắt đầu từ một tòa lâu đài nho nhỏ xinh xinh nha các bạn. Hình vương miện như thế này. Wow, đây là lâu đài ở ngoài xa nha. Đó, sau đó chị dùng cái bút này nè, nó có kim tuyến á, để chị viền cái chỗ gạch cũng như là viền cái trái tim nè. Các bạn thấy không, nó có kim tuyến lên, nó rất là nổi luôn. Hình như là mình vẽ cái bức kim tuyến thì nó đẹp hơn đó nha. Và đây nha, ở xung quanh tòa lâu đài thì sẽ có là một cái vòng cung như thế này. Các bạn nhớ đồ cho nó đậm lên nha. Rồi các bạn nhìn nè, đó, nó lấp lánh cũng dễ thương ha. Sau đó chị cũng có thể dùng thêm cái bút
bút màu hồng mà có kim tuyến này để chị tô tô thêm cho những cái bông hoa đó, nó có cái sự lấp lánh này thấy không. Còn không thì các bạn để không như vậy cũng đẹp nha. Hoặc là mình sẽ chấm những cái chấm nhỏ như thế này nè, giống như là những cái nụ hoa đó. Nó mờ nha, tại ban đêm mà đâu có nhìn rõ đâu, nhưng mà nhìn nó lạ đúng không. Lần đầu tiên chị vẽ như thế này luôn, chị cũng cảm thấy khá là thú vị luôn nha. Rồi tạm thời như thế này nha, chúng ta vào câu chuyện thôi. Xin chào các bạn. Đêm nay là đêm giao thừa, cũng là một đêm quan trọng. Ta muốn tìm một người em kết nghĩa là dân thường. Thông báo tất cả các bạn nha, trong đêm giao thừa ngày hôm nay, ai là cô gái dễ thương tốt bụng nhất sẽ trở thành em của ta. Ta sẽ công bố điều đó trong lúc bắn pháo hoa. Và tại gần tòa lâu đài, một cô gái nghèo mang hoa ra bán trong đêm giao thừa. Ta không mong làm em của công chúa, bởi vì em của công chúa chắc chắn phải là một người xinh đẹp, tài năng. Còn ta chỉ là một cô gái nghèo bán hoa trong đêm giao thừa thôi. Thôi, đành chịu vậy. Ai mua hoa không? Có ai mua hoa không? Na 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 na, trời ơi. Đêm giao thừa hôm nay không ai xinh đẹp bằng ta, lộng lẫy bằng ta, dễ thương bằng ta, thông minh bằng ta. Chắc chắn ta sẽ trở thành em của công chúa thôi. Trời ơi, những bông hoa xinh đẹp quá, chắc là ta sẽ mua ủng hộ em đó. Nhưng mà sao người của em hôi thối quá à? Em sẽ xê ra giùm đi. Nhưng mà quên nữa, mình là em của công chúa thì mình phải là một người thật là tốt chứ. Được rồi, ta sẽ thành người tốt, ta sẽ mua hoa giùm em. Dạ, em cảm ơn chị, em chúc chị sẽ trở thành em của công chúa. Chị mua hoa nào ạ? Hoa to hay là hoa nhỏ? Trời ơi, dĩ nhiên phải là hoa to rồi. Người xinh đẹp như ta thì phải dùng hoa to mới xứng đáng, đưa đây cho ta. Ôi, cái bông hoa thật là to quá đi. Trả tiền rồi đó. Nè, cô nhớ nói với công chúa là ta là một người tốt chứ, ta đã mua hoa giùm em rồi đó. Dạ, em cảm ơn chị đúng là người tốt đã mua hoa giùm em. Còn phải nói nữa, vừa đứng xa xa ta ra, hôi thối quá. Không biết chừng nào mới tổ chức lễ hội nữa. Ai mua hoa không? Ai mua hoa không? Mua hoa tặng công chúa mọi người ơi, ai mua hoa không? Nè 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 nè, cái con nhỏ kia đã bán hoa cho ta rồi, không có được bán cho ai nữa hết á. Mà có bán thì cũng đi bán xa xa ra, bán ở đây hả? Hôi thối quá, ta chịu không có được đó nha. Vừa lúc đó công chúa đi tới. Này cô gái, cô không tham dự cái lễ tuyển chọn làm em của ta à? Cô còn bận bán hoa. Được rồi, bông hoa này hãy bán cho ta. Ta muốn mua hoa, rồi sau đó em về nhà chuẩn bị đồ đạc để tham dự lễ hội tuyển chọn làm em công chúa nha. Sao công chúa lại biết em bán hoa trong đêm hôm nay? Em cảm ơn công chúa nhiều ạ. Đây là hoa của công chúa. Em vui quá. Trời ơi, không phải công chúa lại thích hoa như vậy. Đây nè, em cũng có một bông hoa to, thật là to tên, thật là thơm. Em cũng mua ủng hộ cho con bé. Tội nghiệp này nè. Trời ơi, nó nghèo thấy thương ghê luôn á. Đêm hôm như thế này nó phải đi bán hoa. Ôi, thương em quá, thương em quá. Công chúa thấy em tốt không? Em đã mua hoa ủng hộ nó đó. Bây giờ em tặng cho công chúa luôn nè. Ôi trời ơi, con bé này thật là tội nghiệp, thật là dễ thương quá. Đi theo chị về nhà, chị lấy đồ cho mặc nha. Thật hả chị? Em cảm ơn chị ạ. Ôi, cô gái tóc hồng là một người giàu có mà lại còn có thêm tấm lòng nhân hậu nữa. Thật là đáng quý. Thôi, em hãy lo cho cô gái nghèo tóc vàng này nha. Ta vào hoàng cung để chuẩn bị cho buổi tiệc bắn pháo hoa và tuyển chọn em gái đêm nay. Hơi cả hai cô gái đều tốt, không biết chọn ai đây. Yeah. Như vậy là công chúa đã tin rằng ta là một cô gái giàu có tốt bụng rồi. Chỉ cần ta mua ủng hộ hoa cho con nhỏ này thôi. Bây giờ mình còn phải tặng váy cho nó để đóng vai người tốt nữa chứ. Nè, con nhỏ tóc vàng kia, mau đi theo ta qua về nhà để ta tặng cho ngươi một cái váy để cho ngươi xinh đẹp hơn. Cũng chứng tỏ ta là người tốt, biết tặng váy cho người nghèo. Đi nào, nhanh lên. Trời ơi, còn tắm rửa nữa, hôi thối quá à. Như vậy là chị ấy thương mình thật hay là thương giả bộ vậy ta? Hay là chị ấy chỉ giả bộ để công chúa tưởng chị ấy tốt thôi? Nhưng dù sao chị ấy cũng tốt mà. Chị ấy mua hoa giùm mình nè, lại còn tặng váy cho mình nữa. Thôi, mình đi theo chị ấy vậy. Và cô gái nghèo đã được cô gái nhà giàu tặng cho một chiếc váy thật là xinh đẹp lộng lẫy. Trời ơi, lần đầu tiên mình mặc một chiếc váy xòe là đẹp như thế này luôn á. Còn mình cũng phải thay một bộ đồ mới cho nó ấn tượng hơn. Vì đây là đêm bắn pháo hoa, mình đã chuẩn bị thiết kế sẵn một bộ đồ nè, giống như là pháo hoa luôn nha mọi người. Mọi người thấy mình xinh không? Và sẵn đây có cái vương miện nè, mình đeo sẵn luôn. Bởi vì trước sau gì mình cũng sẽ là em của công chúa thôi. Dạ, em cảm ơn chị, em cảm ơn chị. Đồ đẹp quá à. Trời ơi, xê ra. Đã tôi nói rồi á, tôi tặng đồ á là cảm ơn tôi được rồi, không có cần phải đứng gần tôi như vậy đó.
người gì mà hôi dễ sợ luôn á. Nhớ nha, khi gặp công chúa là phải khen tôi. Tôi tốt bụng mà tôi mua hoa giùm nè, tôi còn tặng váy cho nữa. Nhưng mà làm ơn đứng xa tôi ra đi, hôi quá. Dạ em biết rồi. Ủa mà mình đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà sao chị cứ kêu mình hôi hoài vậy ta? Vậy cũng không biết nữa. Cái mùi của nhà nghèo á, nó hôi dữ lắm. Thôi đứng đó đi để tôi đi chơi. Trời hôm nay đẹp quá, trời hôm nay quá đẹp. Tinh 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 tinh. Thôi tôi đi chơi một chút xíu đây. Ôi chị ấy thật là xinh đẹp, lại vui vẻ nữa. Ơ hình như chị làm rớt cái ví ở đây. Chị ơi chị làm rớt cái ví ở đây nè. Để ơ chị đi đâu mất tiêu rồi. Ủa có chuyện gì vậy? Wow em được tặng chiếc váy thật là xinh đẹp nha. Dạ chị ơi, chị có thấy chị tóc hồng hồi nãy mà mua hoa với tặng váy cho em không? Chị ấy tốt bụng lắm, chị ấy làm rớt cái ví ở đây nè. Mà bây giờ chị đi đâu mất tiêu rồi? Hay là để em đi tìm chị ấy em trả lại cho chị ấy. Chị ơi, cô gái nghèo lụm được chiếc ví rất nhiều tiền như vậy nhưng không tham lam, lại có ý trả lại cho người đã giúp đỡ mình. Thật là tốt biết mấy. Buổi tiệc bán pháo hoa cũng chuẩn bị bắt đầu rồi. Thôi ta sẽ núp ở đây để xem hai chị em thương yêu nhau như thế nào. Nhìn cảnh hai người tốt bụng với nhau thật là tuyệt vời quá. Ôi, hồi nãy mình nhảy múa rồi rớt cái ví ở đâu rồi ta? Tinh 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 tinh. Chỉ ở khu này thôi, không biết có ai nhặt được không nữa. Hồi cái ví rất là mắc tiền luôn á nha. Hấy, có khi nào con nhỏ nhà nghèo nó lụm được? Nó thấy nhiều tiền quá, nó chơm luôn rồi không? Nghi lắm á nha. Chị ơi chị, em tìm được chị rồi, mừng quá à. Mừng cái gì mà mừng? Ha, đúng y luôn mà, tôi vừa làm rớt cái ví là cô lụm liền. Ha, tham lam vừa phải thôi chứ hả? Lụm được của rơi, trả người đánh mất, tại sao lại lấy chứ hả? Thôi, để tôi coi coi trong đây còn có đủ tiền của tôi hay không. Dạ, em đâu có tham đâu chị. Em tìm chị để trả cho chị cái ví nè, chứ em đâu có tham đâu. Ừ, biết như vậy cũng tốt. Hả? Nhưng mà rõ ràng trong đây có rất nhiều tiền, bây giờ không còn đồng nào nữa hết. Cô còn chối, cô còn nói là không tham lam hả? Rõ ràng trong đây rất là nhiều tiền. Ha, lụm được của rơi, tạm thời bỏ túi chứ gì. Lấy hết tiền bỏ túi rồi chứ gì. Ha, uổng công tôi mua hoa cho cô nè, tôi thay đồ cho cô nè. Ơi, đúng là bọn người nghèo hôi thối xấu xa. Chẳng qua là vì công chúa tôi mới phải tốt với cô thôi. Hây, không thể nào chơi chung được với người nghèo, bực mình quá. Còn không mau trả tiền lại cho tôi. Dạ. Dạ chị ơi, chị đừng nói người nghèo như vậy, tội nghiệp tụi em lắm. Không phải nghèo là tham lam, không phải nghèo là hôi thối đâu. Em đã tắm rất là nhiều rồi, nếu chị không thích em thể có thể là trả lại chiếc váy này cho chị. Nhưng em hứa, em thề luôn, em không có lấy tiền của chị. Chị kiểm tra lại coi có khi nào chị quên không. Quên gì mà quên chứ hả? Trời ơi, tôi đi lễ hội, tôi đã bỏ tiền vào trong túi rồi, làm sao mà quên được. Ha, bực mình quá đi á. Thôi được rồi, coi như là tôi xui đi, tôi bị cô ăn cắp tiền. Để tôi về nhà, tôi lấy tiền khác vậy. Mọi người ơi, thật sự mình không có lấy tiền của chị ấy mà mình lụm xong là mình tìm chị ấy trả liền. Còn cái váy này, nếu chị không tin mình sẽ trả váy cho chị. Mình ban đầu đâu có cố tình đâu, đâu có muốn đi thi làm em của công chúa đâu. Mình chỉ muốn bán hoa bình thường thôi mà, tại sao vậy chứ? Hơi, trời ơi, mình để quên tiền ở nhà như vậy mà mình lại tưởng đâu con nhỏ nhà nghèo nó lấy tiền của mình chứ. Nhưng mà bây giờ mình đâu dễ dàng nhận lỗi như vậy được. Ha. Nè, tôi đã lấy tiền khác bỏ đầy trong túi tôi rồi. Làm ơn đứng xa tôi ra, đừng có đứng gần rồi mất tiền của tôi lần nữa nha. Lúc này công chúa mới xuất hiện. Chào hai em, có chuyện gì mà chị thấy hai em to tiếng vậy? công chúa xuất hiện thật là đúng lúc. Bây giờ công chúa xem nè, em là một cô gái giàu có, nhưng mà em không bao giờ khi dễ người nghèo hết đó. Em đã mua hoa ủng hộ cô bé nữa thật là tội nghiệp đó công chúa. Rồi em còn lấy váy của em cho nó mặc nè công chúa thấy không? Đó, mặc lên nó đẹp dễ sợ luôn, trời thấy thương dễ sợ luôn á. Đã vậy á, mà công chúa coi, em làm rớt tiền, nó lấy tiền của em luôn. Như vậy, nó không hề tốt với em một chút xíu nào. Dạ không có công chúa ơi, em không có phải là kẻ ăn cắp. Thôi, im đi, cô đừng hòng lừa gạt công chúa, tính làm em gái của công chúa hả? Dạ không có, em không có cần làm em của công chúa đâu. Em chỉ cần sống một cuộc sống bình yên thôi. Em vừa nghèo vừa xấu xí, làm sao dám mơ được làm em của công chúa chứ. Nhưng dù nghèo thế nào, em vẫn muốn chứng minh với mọi người rằng em là một người nghèo, sống bằng sức lao động của mình là đi bán hoa. Nhất định không tham lam, lấy cắp trộm của ai. Công chúa ơi, công chúa xử cho em đi, em tốt với nó quá mà. Thôi được rồi, cô tóc hồng không cần phải nói nhiều nữa. Thật ra nãy giờ ta đã đứng ở bên kia và ta đã xem toàn bộ câu chuyện. Ta chứng kiến tóc vàng lụm được cái ví của em và vội vàng tìm trả cho em, không lấy một cái gì hết á.
Thật sự là cái ví tiền em để quên ở nhà. Em bỏ tiền ở nhà đúng không? Hồi nãy ta nghe em nói như vậy mà. Em đã bỏ quên tiền ở nhà, nhưng em cố tình làm cho tóc hồng, làm cho tóc vàng nè, trở thành một cô gái xấu xa chứ gì. Chị thật thất vọng về em. Ban đầu chị tính sẽ chọn tóc hồng, một cô gái giàu có, biết khiêm tốn, biết giúp đỡ người khác để làm em của mình. Nhưng em không tốt như chị tưởng, em lừa dối chị. Như vậy chị quyết định tóc vàng sẽ là người em của chị trong đêm hôm nay. Vậy là tóc vàng đã được công chúa tặng cho một chiếc váy mới rất là xinh đẹp luôn, và trả chiếc váy này cho cô tóc hồng. Là thật bất ngờ, người em lại được đeo một chiếc vương miện cực kỳ đẹp như thế này. Từ nay em sẽ làm em của ta, còn tóc hồng em hãy đi thật xa, tôi không muốn thấy em nữa. Các bạn ơi, các bạn đừng giống mình nha, hãy sống thật lòng, sống giả dối rồi cũng lòi ra thôi à. Cuối cùng cũng bị phát hiện rồi. Vậy là cô gái tóc vàng với sự thật thà và sự siêng năng của mình đã động lòng công chúa và trở thành em công chúa. Cả hai và toàn thể đất nước có một đêm giao thừa thật vui và ý nghĩa. Có rất là nhiều pháo bông được bắn ra ở trên trời như thế này. Đùng đùng đùng. Vậy là đêm giao thừa thật là ý nghĩa với cô gái nghèo đúng không mọi người? Câu chuyện đến đây cũng đã kết thúc rồi đó. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và nhớ sống thật thà, biết thương yêu, giúp đỡ mọi người xung quanh nhé. Đừng quên bấm like và đăng ký thành viên kênh 1001 câu chuyện nha các bạn. Và các bạn thấy quyển sổ ma thuật này, quyển sổ bóng đêm này thật là vui đúng không? Cũng như bộ bút này nè, làm không khí đêm giao thừa thật là ấm cúng. Còn bây giờ thì xin được bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.